FM Crew thì trước anh muốn nói cái phần đầu cái bài của tụi em nó rất là dễ coi, dễ nhìn, sạch sẽ. Mình cũng tập trung về mỗi bạn, anh thấy rõ ràng 5 bạn trên sân khấu. Nhưng cái phần 2 đó anh thấy rõ ràng là tụi em bắt đầu là tụi em hơi đuối nha. Tụi em phải tập trung về cái khách thở của mình lúc mình đang diễn và thi trên sân khấu, để cho mình không có nhìn mệt như vậy. Tại lúc đó cái cảm giác của tụi em cũng rớt xuống nhiều. Và xong cái tổ hợp cuối cùng nó hơi tùm lum. Chắc anh không cần nói, tụi em thấy nhau, anh thấy tụi em cũng nhìn nhau là trời ơi, bạn này làm gì vậy, bạn kia làm gì vậy. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin mời các bạn lùi vào trong ạ.